Nhiều chị em thì trong lòng muốn được dùng ngay lập tức để cảm nhận xem có tốt có hiệu quả, như hàng ngàn người phụ nữ ngoài kia nói không. Nhưng lại nơm nớp lo sợ, mua phải hàng giả thì mất cả đời để chữa làn da. Sức khỏe và làn da vốn rất quan trọng đối với các chị em. Vì vậy khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá trước khi mua sản phẩm viên uống trắng da Glutathione 600. Để mua được hàng chính hãng, giá lại niêm yết. Trong video này, shop sẽ tư vấn kỹ hơn về giá sản phẩm viên uống trắng da Glutathione 600 này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả khi mua sản phẩm viên uống trắng da Glutathione 600. Sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho viên uống Glutathione 600 không hiệu quả, mà còn tổn hại sức khỏe và làn da nữa. Đối với dòng viên uống trắng da Glutathione 600 hiện nay bên shop mình, với giá khuyến mãi chỉ còn 350.000 đồng thôi nhé. Nhưng khi mua lẻ từng hộp thì sẽ hơi đắt, nên các bạn nên mua theo liệu trình với 3 hộp, 5 hộp để được giá xỉ, tiết kiệm được khá trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại. Khi mua theo liệu trình như vậy, khách hàng được mua với giá xỉ chỉ 420.000 đồng trên một hộp, tương đương 1.260.000 đồng cho một liệu trình. Đồng thời với một hộp giá 550.000 đồng shop mình tặng một mặt nạ trắng da mờ thâm nám, 3 hộp giá 420.000 đồng trên hộp, tặng 3 mặt nạ trắng da mờ thâm nám. Còn 5 hộp thì giá là 390.000 đồng trên hộp, shop tặng 5 mặt nạ trắng da mờ thâm nám nhé. Với bao bì sản phẩm rất đẹp, chắc chắn, ngoài bọc màng co, dán tem ngang chống giả ngay mép hộp, check mã vạch ra đầy đủ thông tin, bên trong hộp có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép nữa đây. Nên chị em cứ yên tâm lựa chọn sản phẩm bên shop nhé. Viên uống trắng da Glutathione 600 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán viên uống trắng da Glutathione 600 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.